Chào các bạn, video này mình xin chia sẻ với các bạn cách lập cái thông báo kết quả hủy hóa đơn tuyến trên cái trang thuế điện tử .gdt.gov.vn. Trước tiên các bạn là vào trang thuế điện tử, sau đó các bạn vào doanh nghiệp này để các bạn đăng nhập vào cái tài khoản của các bạn. Đến đây các bạn vào chỗ kê khai này, sau đó các bạn là vào đăng ký tên tờ khai để đăng ký thêm cái tờ khai thông báo kết quả hủy hóa đơn. Đây các bạn nhìn thấy là cái mục hóa đơn này các bạn chưa thấy cái mục TB03AC này. Tức là cái tờ khai đó chưa được đăng ký thì các bạn cần phải đăng ký. Để đăng ký các bạn vào đăng ký tờ khai này. Sau đó các bạn vào đăng ký thêm tờ khai. Bạn tìm đến cái mục hóa đơn nhé. Đây mục thông báo kết quả hủy hóa đơn này, các bạn tích vào, sau đó các bạn là nhấn tiếp tục để đăng ký tờ khai. Như vậy là các bạn đã đăng ký xong cái tờ khai nộp qua mạng này, TB03AC này. Để kê khai trực tuyến thì các bạn vào kê khai trực tuyến này, các bạn chọn đến cái tờ khai 03 thông báo kết quả hủy hóa đơn, sau đó nhấn tiếp tục. Thì sau khi làm cái kết quả hủy hóa đơn đó, các bạn làm bộ hồ sơ kết quả hủy hóa đơn này thì ở đây có biên bản hủy hóa đơn này. Thì đây chính là cái mục hóa đơn các bạn đã hủy. Thì cái mục hội đồng hủy hóa đơn đã tiến hành à, xén nhỏ và hủy trên phần mềm. Các bạn copy cái phương pháp hủy vào đây. Sau đó đến chỗ dòng tên loại hóa đơn, các bạn tích vào để ghi. Tích vào rồi ba chấm này để ghi hóa đơn giá trị gia tăng này. Các bạn nhấn chấp nhận này. Bạn xem cái thông báo hủy hóa đơn, kết quả hủy hóa đơn. Các bạn lấy mẫu à. Sau đó các bạn ghi ký hóa đơn ở đây. Tiếp theo để thêm dòng các bạn nhấn thêm dòng ở dưới này. Đến đây các bạn nhấn hoàn thành để hoàn thành cái kê khai. Đến đây các bạn cắm token vào, các bạn ký vào nộp. Vậy là thông báo kết quả hủy hóa đơn đã gửi cho cơ quan thuế. Ở đây các bạn có thể vào cái trang hóa đơn của các bạn để các bạn sử dụng. Các bạn sử dụng bình thường, các bạn có thể vào thêm mới để sử dụng theo cái hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Đây chính là cái ký hiệu có mã của cơ quan thuế. Như vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn là gửi cái thông báo kết quả hủy hóa đơn ra cơ quan thuế theo cái trực tuyến trên cái trang thuế điện tử .gdt.gov.vn. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Các bạn nào mà trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì có thể để lại comment phía dưới, tôi sẽ trả lời và giúp đỡ các bạn. Cảm ơn các bạn.